chậu vào cái ối vô. Ba chậu. Mua của thằng cặp hả? Đó, cặp nó mua ở đâu mà hay gì trời? Kì vậy? Không có luôn hả? Hay là có rồi nhậu hết trơn rồi mới đem về? Đó, hồi ngày qua nó nhận thịt luôn á. Nhanh đem ơi, hút máu gì kìa ông ơi, làm nhanh đem ơi. Cái hồ này có bao nhiêu mét vuông rồi tí? Có đo không? Đâu mà mười mấy hơn chứ. Cái này ngang 10 vì chiều dài chắc cỡ 15 mà. Mày chắc cỡ 150 mét vuông chứ hết đâu. Dưới giá này 4 mét lên tính đây. 3 vòng tròn sẽ trồng 3 cây mai rất là to ha. Đúng không? Chủ nhà đang đi bướng mai. Không biết cây mai nằm đâu. Biết lên gì nổi hay không? Hồ thủy tạ. Ủa cái trụ bên kia làm gì? Cái trụ đó. Đang ngầm. Đó. Bên kia là hồ nước bổ. Hả? Hồ nước bổ. Hồ nước bổ dưới nước. Đang ngầm. Tức là mình sẽ làm gì? Mình sẽ phục vụ cho cái gì? Nó làm đắp cái hòn á, đắp hòn nước cái thác này á. À, cái hòn hả? Mà cái này Thảo lên được lên YouTube luôn hả? Trực tiếp luôn, cái này phát trực tiếp luôn. Đâu có, cái này về chỉnh sửa lại. Chờ cho nó hoàn thành xong mình ghép lại. Chỉnh trong đó lại đâu, không dám, nó còn cái nguồn xiết. Đây là một cái cầu này, nó chéo qua đó, nó quẹo vô cái chỗ là cái nhà mát. Vô nhà mát. Cái hồ này chiều dài nhiêu? Cái hồ là nguyên hồ luôn. Mét vuông nhiêu mét vuông? Có đo thử không? 100 mét. Chiều dài nó bằng cái nhà này hả? Cái nhà là gần 20 mét rồi. Tính 20 mét. 20 đi. 300
quá trời luôn. Chi phí khoảng 200 hả? Ba cây mai đằng chi? Ba mai đằng nhiêu nữa? Ba mai có 100 mấy nhiêu? Có tài luôn. Ba cây mai. Quá trời mấy cây mai luôn rồi bà con ơi. Mới trở về luôn à, chút xíu nó sẽ được đưa vào trong mấy cái chậu này. Một cây cho vô một chậu. Quá trời luôn. Mai này là đúng mai luôn nè. Mai này có tuổi đời bao nhiêu năm ta? 40 hả chú? Quá dữ. Này em kiếm đâu ra hay gì trời? Trời ơi. Cây cho hai cây kia kìa để mở đây. Kiếm đâu vậy anh Dũng? Tới mai luôn, mai là mai tới mai luôn rồi. Tới tuổi luôn. Còn nữa kìa. Còn nữa hả? Dắt phân cho phân vô hả? Ủa phân nãy ông Hồ mua như bao quá người ta? Mấy chục? 35 ngàn. Không mà bao nhiêu bao á? Tổng thể á? Khoảng 50 bao. 50 bao. Ba cái chậu này là 100 bao. 100 bao hả? Quá trời mấy chậu này, chậu này chậu là chậu chậu đại luôn. Ủa cái này Tết nó chỗ không ta? Chỗ không chú? Chỗ hả? Nó không mất sức hết ta? Cái này lên cỡ nào mới vừa ta? Đầy luôn hả gì? Đầy luôn mạc luôn. Sao ông nói một học này tới 20 bao đâu mà không hùng quá. Di chuyển mai qua chọn nha bà con. Cách di chuyển rất là hay á, rất là tinh tế. Móc lỗ gì không? Cái giữa chưa? Giữa chưa? Coi coi. Nè, cái quả tàn nàng qua đây đẹp hơn nè. Cái đạn nhỏ nè. Mai này có tuổi đời 50 năm nha bà con. Quá trời luôn. Nãy nhiêu 40 giờ 50 hả? Quá trời lên 10 năm rồi.
thợ đang điều chỉnh cây mai cho nó đẹp, nằm ở vị trí tuyệt đẹp. Tội chết nha, mình còn nhỏ nha, người lớn nha. Ừ. Bây giờ nghe thấy lên lời thợ kìa, thợ chỉ đâu làm đó đi. Sao đi chăng nữa cũng lớn mà dài tuổi Dũng không? Nói gì? Dài dịch. Quá công phu. Trước hồ có ba cây mai quá trời luôn rồi. Lặt lá xong hết rồi.
mơi cái giữa hai móc rồi. Bên kia tôi lấy qua đó, dạt bốn hướng đúng vậy nha. Múa luôn rồi kìa, dùng đây luôn rồi kìa, làm miếng chứ lẽ ra tao mổ thêm cây dấu cộng luôn á. Để kia nó dụng rồi, chứ thử rồi dụng ngoài dĩ chứ chắc mừ không vậy rồi thì vậy là nó cứ thử rồi. Ô này